Sau việc chơi đồ cổ tượng Tiến Đạt là hạng nhất, người cuối vượt mặt 4 tầng chất kín. 3 năm sau việc gia thế khủng, tay chơi đồ cổ hạng nhất VBIC khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phan Anh, Phan Anh là người của công chúng nhưng lại lựa chọn cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng khép kín. Đời tư của đôi vợ chồng vẫn là dấu hỏi lớn với nhiều khán giả. Mới đây Phan Anh mới tiết lộ một phần cuộc sống của anh ở quê nhà Nghệ An. Gia đình nam diễn viên sở hữu một căn nhà vườn siêu độc với không gian rộng, nhiều đồ cổ, tựa như một khu sinh thái nghỉ dưỡng. Bên ngoài nhà anh có tới hàng trăm cây cảnh, cây bonsai ăn quả như khế, sung, xanh và đa. Căn nhà ở quê của gia đình nam diễn viên có 2 tầng được xây dựng, hoàn toàn là đồ gỗ. Ngoài sân có một tảng đá được khắc chữ, tựa như bức tranh sơn thủy trong vườn. Cầu thang dẫn lên lầu đều là gỗ hàng sang, có thêm bàn uống trà đặt ngoài vườn. Bao quanh nhà là một hồ nước nhỏ có nuôi cá koi, loại cá cảnh đắt đỏ bậc nhất. Trong nhà được bày ngập đồ cổ, những món đồ được sưu tầm có giá trị lớn khiến mọi người choáng váng. Trong không gian trang nhã thế này, gia đình nam diễn viên đặt thêm một số bình hoa trang trí, làm tăng thêm vẻ hoài niệm. Tiến Đạt vẫn xuất hiện với ngoại hình vô cùng giản dị, không màu mè ồ mào. Nhìn anh, người ta không thể nào liên tưởng tới hình ảnh một thiếu gia con nhà giàu có. Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, nên có thể máu kinh doanh cũng ngấm vào anh từ nhỏ. Tận dụng mặt bằng tầng trệt, để không của ngôi nhà đang ở, anh quyết định mở một quán cà phê cho riêng mình. Chẳng giống những ông lớn mở chuỗi cà phê sang chảnh hiện đại, Tiến Đạt chọn cho mình không gian cà phê hoài cổ đầy tĩnh lặng. Ở đây bạn sẽ thấy những chiếc bàn cổ bộ đi văn, rộng rãi, bộ bàn ghế xưa, dàn loa xưa. Thú chơi xe cổ của Tiến Đạt bắt đầu từ những năm 2005, anh nhanh chóng trở thành dân chơi có tiếng trong giới xe cổ tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh sở hữu 3 chiếc Mobilus, 2 chiếc Vespa, 1 chiếc Vespa Mini, 1 chiếc Lambretta, tất cả đều được sản xuất từ những năm 1960 trong bộ sưu tập xe cổ của mình. Nam rapper cũng có sở thích đi phượt bằng xe cổ. Một trong những chiếc xe ô tô cổ mà Tiến Đạt sở hữu. Chí Chung, bất cứ một vị khách nào tới thăm nhà nghệ sĩ Chí Chung đều cảm thấy choáng ngợp. Căn nhà 4 tầng nằm trong một ngõ nhỏ sau nhà hát lớn Hà Nội. Chỗ nào chủ nhân cũng bày đồ cổ từ bậu cửa, cửa chính, thậm chí ở cả gầm cầu thang. Nơi tiếp khách từng một tràn ngập đồ cổ, nghệ sĩ Chí Chung nói, với anh, những món đồ cổ mang lại sự tĩnh tâm mỗi khi đi diễn đêm về. Cận cảnh chiếc tủ chứa toàn đồ cổ quý giá, gầm cầu thang cũng biến thành nơi trưng các chiến lợi phẩm của Chí Chung. Những món đồ cổ vừa đẹp mắt vừa có giá trị, thanh gươm, chú chó đặc biệt, bình hoa gốm. Hai bức tượng được đặt trong hốc tường ngay lối dẫn lên cầu thang lần 2. Tầng 4 là nơi chứa nhiều tài liệu, kịch bản, đĩa nhạc và kho tiền xu cổ. Tầng trên cùng được trồng rất nhiều cây xanh và những bồn hoa nhỏ xinh. Đây là nơi mà hàng sáng vợ chồng nghệ sĩ lên đó tập những bài tập thể dục, nhẹ nhàng giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.